Dịch COVID-19 khiến kinh tế xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó cá nuôi khó tiêu thụ và giá giảm mạnh. Các hộ dân nuôi cá cũng dè dặt đầu tư vào ao cá. Vì thế thị trường tiêu thụ cá bột ngày càng thu hẹp. Ông Hoàng Minh Đức ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh là người có thâm niên nghề nuôi cá giống cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Do dịch bệnh cho nên là rồi cái nhu cầu của xã hội nó giảm là lý do là cái nguyên vật liệu nó tăng lên mà cái đầu ra đó là cái giá thành sản phẩm nó lại giảm xuống. Thành thử ra là cái người nuôi á là người ta nghỉ, ta chuyển sang cái ngành nghề khác hoặc là phần lớn là nó đi công nhân, đi vào nhà máy xí nghiệp. Cái người nuôi cá đó thì số còn lại thì nó ít lại cho nên cái nhu cầu nó sụt giảm. Khởi nghiệp nuôi cá giống từ năm 2006, sau khi thôi việc ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, lão nông sinh năm 1957 này lập trại cá trê giống 5.000 m². Mỗi năm, ông Đức cung cấp 200 triệu con cá bột cho nông dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ, thu lời 500 triệu trên một năm. Sau Covid-19 đến nay, lượng khách hàng đặt cá bột suy giảm đáng kể. Từ năm 2019 đến năm 2022, mỗi năm khách chỉ đặt 50 triệu con cá bột. Từ đầu năm đến nay, ông Đức cung cấp hơn 30 triệu con cá bột cho khách hàng. Đối mặt với khó khăn, ông Đức tìm mọi cách để bám trụ với nghề. Thì nó có mấy cái cách để mình khắc phục, để mình duy trì cái sản xuất ấy. Là thứ nhất là tôi giảm cái đàn cá lại. Thế hồi trước là tôi có khi phải 8 tấn đến 10 tấn cá bố mẹ, nhưng bây giờ thì tôi chỉ còn chừng 3 tấn thôi. Bởi vì mình không cho đẻ thì mình vẫn phải cho ăn. Thì bây giờ tôi giảm lại. Cái thứ hai nữa là mình phải cải tiến kỹ thuật để mình nâng cao cái năng suất lên. Để cho nó bớt giảm được cái, nó kêu bằng cái giá thành nó giảm xuống. Thì mình mới còn chi phí, mới còn cái lời. Cái thứ ba nữa là giảm công nhân. Đó, hồi trước tôi có 2 công nhân, bây giờ còn mình tôi thôi. Thì mới tồn tại được, mới duy trì được đến giờ, chứ không có thì coi như cũng nghỉ rồi. Để bám trụ với nghề, ông Đức định hướng mở rộng thị trường cá bột lên các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Trung. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, khách hàng bắt đầu đặt cá bột nhiều hơn. Dự tính vào đợt từ cuối tháng 11, khi qua mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, số lượng cá ông cung ứng sẽ đạt thêm từ 30 đến 40 triệu con. Với thị trường được mở rộng, ông Đức mạnh dạn khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng trong thời gian tới.